Ngô Lệ Hoa, sinh năm 1965 trong gia đình làm nông tại huyện Khánh Thành, tỉnh Cam Túc. Dù nhà nghèo, bà Hoa được bố mẹ cho đi học đầy đủ đến khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm vào năm 1984. Không trở thành giáo viên, bà Hoa được phân công công tác tại Sở Giáo dục thành phố Khánh Dương, sau đó chuyển đến Liên đoàn Phụ nữ. Nhờ thành tích tốt và thạo xây dựng mối quan hệ, bà Hoa chỉ mất vài năm để thăng tiến từ thư ký lên phó phòng. Sau khi học nghiên cứu sinh trường đảng, bà Hoa được thuyên chuyển đến huyện Hoàn, giữ chức vụ phó bí thư huyện ủy kiêm chủ tịch huyện. Đến năm 2011, bà trở thành bí thư huyện ủy huyện Chính Ninh. Đỉnh cao trong sự nghiệp của bà Hoa là được thăng chức làm phó thị trưởng thành phố Khánh Dương vào năm 2016. Khi nắm chức quyền trong tay, bà Hoa không từ chối đặc sản địa phương được các doanh nghiệp hay cá nhân tặng trong tiệc xã giao, bởi đó thực chất là vàng, kim cương, đồ trang sức đắt tiền và hàng hiệu xa xỉ. Khi đã quen nhận hối lộ, bà Hoa thậm chí chủ động ám chỉ phải tặng quà thì công việc mới hành thông. Nữ quan chức này còn chuẩn bị kết sắt ở nhà để cất giữ vàng, trang sức, tiền mặt. Khi tích lũy kha khá tài sản, bà Hoa mạnh tay chi tiêu cho các sở thích xa hoa như sắm túi sách và quần áo hàng hiệu, lái xe sang, chăm sóc sắc đẹp. Dù đã có gia đình, bà Hoa được cho là thích theo đuổi các chàng trai trẻ đẹp, dùng lợi ích và cơ hội thăng tiến để dụ dỗ họ nhằm thỏa mãn dục vọng số đàn ông bị đồn có quan hệ đối trác tình ái với bà lên tới hơn 50 người. Trong một cuộc kiểm tra đột xuất một khách sạn vào giữa đêm, tổ công tác vô tình bắt gặp bà Hoa hốt hoảng rơi khỏi khách sạn nên nảy sinh nghi vấn. Khi tra cứu hồ sơ, họ bất ngờ phát hiện bà Hoa đặt phòng tới 265 lần trong một năm, tốn chi phí là 380.000 nhân dân tệ, để kiếm được nhiều tiền hơn phục vụ cho nhu cầu tiêu xài hoang phí, bà Hoa bắt đầu chơi cổ phiếu, dựa trên thông tin nội bộ, nghe ngóng được trên bàn tiệc. Nhưng vì thiếu kiến thức, bà ta thua lỗ hơn 1 triệu nhân dân tệ cho khoản đầu tư chứng khoán đầu tiên, buộc phải lấy vàng trong két ra, bán lấy tiền mặt để bù lỗ hồng. Dẫu vậy, tâm lý ăn thua như chơi cờ bạc vẫn khiến bà Hoa say mê cổ phiếu. Thời gian này, những khoản giao dịch lớn khiến bà ta bị cơ quan chức năng nghi ngờ và bí mật điều tra. Tháng 4 năm 2023, bà Hoa bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật dẫn giải khỏi văn phòng, bị khai trừ đảng và cách chức vào tháng 7 cùng năm. Ngày 3 tháng 11 năm 2023, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam Túc xét xử vụ án sơ thẩm bà Hoa nhận hối lộ và sở hữu lượng tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc. Viện Kiểm sát cáo buộc từ năm 2010 đến năm 2023, bà Hoa đã lợi dụng các chức vụ là Chủ tịch huyện, Bí thư huyện ủy, Phó thị trưởng thành phố Khánh Dương để giúp đỡ người khác trong hoạt động kinh doanh, nhận thầu công trình, quyết toán dự án vân vân, nhiều lần nhận tài sản từ 33 người, tổng cộng là 33,7608 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 120 tỷ đồng tài sản và chi phí tiêu dùng của bị cáo rõ ràng đã vượt quá thu nhập hợp pháp và bị cáo không thể giải thích được nguồn gốc của số tiền 13,0377 triệu nhân dân tệ. Ngày 18 tháng 4, bà Hoa bị tuyên án 11 năm tù và phạt 1 triệu nhân dân tệ, tịch thu tiền vi phạm để nộp vào kho bạc nhà nước. Tòa án cho rằng với tư cách là công chức nhà nước, bà Hoa đã lợi dụng chức vụ để nhận nhờ vả của người khác, trục lợi hoặc hứa hẹn trục lợi cho họ và nhận tài sản trái pháp luật với số lượng cực lớn, hành vi cấu thành tội nhận hối lộ. Bà Hoa thường xuyên nhận tiền biếu, tham gia tiệc chiêu đãi và các chuyến du lịch do chủ doanh nghiệp tư nhân tổ chức, lợi dụng công vụ để trá hình đi nước ngoài, sử dụng công quyền làm công cụ để mưu đoạt tư lợi hành vi vi phạm của bà Hoa bị đánh giá là có tình tiết nghiêm trọng, gây ảnh hưởng nặng nề, cần xử lý nghiêm khắc. Bên cạnh đó, bà Hoa từng bị kỷ luật nhưng vẫn không có ý định dừng tay, nhiều lần cự tuyệt lời khuyên can của tổ chức, thực hiện chuyển rời và che giấu tài sản, che đậy hành vi vi phạm pháp luật, chống đối công tác điều tra. Bản án 11 năm tù được tòa đưa ra. Sau khi xem xét, bà Hoa đã thành thật, khai nhận hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn hối cải và tích cực trả lại số tài sản vi phạm nên được giảm nhẹ hình phạt theo quy định của pháp luật. Bàng Giang Ngọc sinh năm 1944 ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, tốt nghiệp Học viện Công nghệ Đông Bắc. Tháng 10 năm 1979, ông trở thành phó giám đốc nhà máy bóng bán dẫn ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây. Tùy thuộc ban lãnh đạo, chức vụ của ông Ngọc không có quyền lực, người thực sự có tiếng nói là giám đốc nhà máy Lý Tư Dân. Từ khi ông Ngọc được đề bạt, ông Dân dẫn dắt mọi người chèn ép soi mói khuyết điểm khiến phó giám đốc mất mặt trước tập thể. Hai người luôn đối đầu khi nhà máy có việc cần ban lãnh đạo biểu quyết. Sau nhiều tranh chấp, ông Ngọc ôm hận trong lòng, cộng thêm việc đối phương trẻ tuổi hơn khiến ông thấy không phục. Thề sau này có cơ hội sẽ cho ông Dân một bài học năm 1988, được bổ nhiệm làm thư ký lãnh đạo thành phố Bảo Kê do có thành tích xuất sắc, sau đó được thăng chức thị trưởng vào năm 1992. Lúc này, ông Dân chỉ là phó cục trưởng ở Bảo Kê. Ông Ngọc mừng thầm vì cuối cùng cũng có cơ hội trả hận xưa. Trong một bữa tiệc liên hoan dành cho các cán bộ và người thân, ông Ngọc tình cờ thấy ông Dân đi cùng vợ tên là Tăng Thanh. Thành là giáo viên tiếng Anh tại trường cấp 2 ở địa phương, có ngoại hình trẻ đẹp và khí chất tao nhã. Ông Ngọc lập tức bị thu hút, nghĩ là phải chiếm được Thanh để vừa có thể hạ nhục đối thủ, vừa được thỏa mãn dục vọng. Đầu năm 1995, ông Ngọc yêu cầu các cấp dưới đưa người nhà cùng đi dự cuộc họp tổng kết thường niên ở thành phố Tây An. Họp xong, tất cả ăn tối tại khách sạn. Ông Ngọc sắp xếp cho vợ chồng ông dân ngồi cạnh mình với lý do ôn lại mối quan hệ đồng nghiệp trước đây. Giữa trường, ông dân đột nhiên nhận được thông báo khẩn từ văn phòng thành phố, yêu cầu quay lại báo kê để giải quyết một số việc. Ông dân vẫn không muốn rời đi vì biết rõ Ngọc thèm muốn vợ mình từ lâu nhưng bị đe dọa phải gánh chịu mọi hậu quả nên đành tự lái xe về bảo kê. Thực tế ông Ngọc chỉ tìm cớ đuổi đối phương đi để có thời gian riêng tư với Thanh. Buổi tối ông Ngọc lấy danh nghĩa công việc đến phòng Thanh cho cô xem ảnh chụp chồng ôm ấp tình tứ với một phụ nữ trẻ đẹp. Nhân lúc Thanh khóc lóc buồn bã, ông ta đã lừa cô uống trà pha thuốc ngủ rồi cưỡng đoạt sau đó, Thanh chấp nhận làm người tình bí mật của ông Ngọc vì giận giữ chồng phản bội và sợ hãi trước quyền thế thị trường. Đáp lại, ông Ngọc sắp xếp cho Thanh làm tổng giám đốc một công ty du lịch. Không lâu sau, ông dân phát hiện hai người lén hẹn hò nhưng phải cắn răng nhẫn nhịn. Năm 1997, khi các quan chức ở Bảo Kê tiến hành luân chuyển công việc, những người muốn được thăng chức hoặc giữ chức vụ lũ lượt mang quà đến nhà ông Ngọc. Vốn tính háo sắc, ông Ngọc sai người lén thả tin tức rằng thị trường ghét nhận quà, đời sống hôn nhân gần đây không hài hòa, muốn tìm hồng nhan trì kỷ. Đồng thời, ông Ngọc thường xuyên lấy cớ điều tra cán bộ để trò chuyện riêng tư với vợ của một số quan chức. Một số người lo lắng cho chức vụ của mình hay muốn được thăng chức đã chủ động đưa vợ đến gặp ông Ngọc. Trong thời gian ngắn, số phụ nữ có quan hệ với ông ta lên tới 11 người. Ngoài đời tư thác loạn, bang Giang Ngọc còn lợi dụng chức vụ để vơ vét tiền bạc năm 1996 với tư cách là thị trưởng thành phố Bảo Kê, ông Ngọc chỉ đạo xây dựng hồ chứa nước vùng Gia Sơn. Ngân sách dự toán ban đầu là 190 triệu nhân dân tệ, dự kiến hoàn thành trong 2 năm. Tuy nhiên, dưới tay ông Ngọc, dự án này kéo dài hơn 3 năm, ngân sách tăng lên 310 triệu nhân dân tệ. Sau khi hoàn thành dự án từ năm 1999 đến năm 2002, đường ống chính của hồ chứa bị vỡ 3 lần, gây thiệt hại kinh tế hơn 10 triệu nhân dân tệ. Đứng sau chuyện này là ông Ngọc và những người tình. Sau khi nhậm chức bí thư thành ủy Bảo Kê vào tháng 3 năm 1998, ông ta hỗ trợ Lý Tư Dân thành lập công ty đầu tư tài chính và giữ chức tổng giám đốc. Chồng của hai tình nhân khác là Lương Mai và Trịnh Khiết lần lượt giữ chức phó tổng giám đốc. Công ty này hoạt động trong thời gian dài mà không có giấy phép kinh doanh. Chỉ trong một năm, công ty thu về 120 triệu nhân dân tệ. Sau khi kiếm được tiền, các nhân tình coi ông Ngọc như thần tài, càng thêm phục tùng để họ khỏi ghen tị lẫn nhau ông ngọc phải giao tất cả dự án lớn nhỏ ở bào kê cho họ dự án hồ chứa nước vùng gia sơn bị ông ta giao cho một công ty ma do các người tình thành lập rồi lại giao việc lắp đặt đường ống cho vợ công ty ma sử dụng nguyên vật liệu kém chất lượng để tiết kiệm chi phí rút ruột công trình bảo túi riêng vì vậy sau khi hoàn thành dự án liên tục bị vỡ đường ống và xuất hiện lỗ thủng lớn gây nạn lụt nghiêm trọng ở khu vực hồ chứa đồng thời khiến nhiều người dân không có nước dùng Mùa đông năm 2002, khi ông Ngọc đi công tác ở Nam Phi cùng 6 nhân tình, vụ vỡ đường ống lần thứ ba thu hút sự quan tâm của các bộ phận liên quan. Biết tin, ông ta bỏ lại nhân tình, lập tức chạy về bảo kê đưa vợ con sang Canada lánh nạn. Ngay sau đó, ông ta sử dụng quyền lực cùng nhiều mối quan hệ và thủ đoạn khác nhau để dìm sự việc xuống. Tưởng đã giải quyết xong xuôi, ông Ngọc tiếp tục tận hưởng cuộc sống bên các nhân tình, nhưng ông ta không ngờ tới là Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương đã bắt đầu chú ý đến mình. Tháng 3 năm 2003, bằng Giang Ngọc đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh Thềm Tây. Nhưng chưa kịp ngồi nóng chỗ, ông Ngọc nhận được tin công ty mình từng phê duyệt phát hành bừa bãi hơn 300 triệu trái phiếu, dẫn đến không thể thu hồi được khoản nợ công trị giá 90 triệu nhân dân tệ để lấy lại tiền, nhiều người dân đến Bắc Kinh tố cáo. Một tuần sau, công ty của vợ chồng ông dân bị điều tra về nghi ngờ lừa đảo, hoạt động phi pháp. Tổng giám đốc Lý Tư Dân cùng hai phó tổng giám đốc bị bắt. Thành cầu xin ông Ngọc nghĩ cách cứu chồng. Ông ta bảo Thanh truyền lời cho chồng rằng phải biết rõ cái gì nên nói và cái gì không nên nói thì mới giúp được. Tin tưởng ông Ngọc, dân cùng hai cấp phó nhận hết trách nhiệm. Tuy nhiên, Thanh không ngờ cuối cùng dân bị kết án tử hình. Chồng của Mai và Khiết cũng lần lượt bị kết án 16 năm và 10 năm tù. Cô chất vấn ông Ngọc là ông ngủ với tôi, còn muốn chồng tôi làm kẻ chết thay cho mình. Đồ vô lương tâm. Nhận ra mặt thật của bang Giang Ngọc, Thanh liên lạc với các tình nhân khác của ông ta và thuyết phục họ cùng tố cáo. Khi đó, ông Ngọc đã không còn quyền lực như trước. Dưới sự xúi dục của Thanh, 11 nhân tình đến Bắc Kinh để đơn tố cáo với nhiều bằng chứng, chứng minh ông Ngọc nhận hối lộ ông Ngọc nói bị cài bẫy và từ chối hợp tác với kiểm sát viên. Tháng 5 năm 2006, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương điều tra ông Ngọc vì nghi ngờ tham ô, nhận hối lộ. Nhiều cán bộ công khai tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ông ta. Năm 2007, bà Giang Ngọc bị khai trừ đảng và bị bãi nhiệm chức vụ. Ngày 28 tháng 6 năm 2008, ông Ngọc bị kết án 12 năm tù về tội tham ô và nhận hối lộ, tịch thu tài sản cá nhân trị giá 200.000 nhân dân tệ.